Xin chào quý thầy cô. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với thầy cô cái cách để ông ta tích hợp cái đề thi bên Azota vô cái trang web là lớphoc.hcm.edu.vn. Thì cái mục đích của tôi á, tích hợp vô đây á, để làm gì? Để tôi kiểm soát được cái số lượng học sinh chúng ta vô làm bài kiểm tra và vô làm bài tập tương tác. Thì cái chức năng bên Azota thì quý thầy cô chúng ta không biết nắm rõ này ha. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ để ông ta add vô cái trang lớphoc.hcm.edu này như thế nào. Thì mục đích của tôi ở đây á, là tôi sẽ kiểm soát được số lượng học sinh tôi. Tôi sẽ vào quản lý bài học và tôi sẽ thí dụ minh họa một cái bài tập đi. Tôi sẽ giao cho học sinh. Đây là tuần 9 phụ đạo học sinh yếu của toán lớp 7 này chẳng hạn. Đó. Thì ở đây tôi có khai báo một lớp. Và trong cái phần bài tập câu hỏi á, tôi có khai báo một cái số bài tập cho các em học sinh. Đây, tôi vào cái chỗ là số câu hỏi tôi khai báo. Đây, cái phần câu hỏi này, cái nội dung của tôi á, thì tôi có để không đây. Và học sinh sẽ nộp bài tập thông qua cái link Azota này. Đó, thì trong cái Azota này, để kiểm soát được cái số lượng học sinh vào lúc mấy giờ các em làm bài, được không nào? Thì tôi sẽ vào cái mục là thống kê nè. Tôi sẽ thống kê ở cái tuần 9 phụ đạo sinh yếu môn toán lớp 7 này. Tôi sẽ vào thống kê. Và tôi sẽ vào thống kê tổng quát vào bài học. Tôi chọn vào cái bài học là phụ đạo học sinh yếu toán lớp 7 đây. Tôi xem dữ liệu. Thì trong dữ liệu này tôi thấy được là tổng cộng lớp này 48 học sinh. Và có vào lớp là 41 và không vào lớp là 7. Thì tôi biết được cái số lượng nào học sinh không vô đây làm bài tập và không vô làm bài kiểm tra. Và mình biết được luôn là cái thời gian làm bài của mấy em. Thì chúng ta thấy nè, giờ vào lớp này, đó là biết mấy giờ các em đã vào. Thí dụ chúng ta sẽ lọc ra những em không vào lớp. Mình có thể nhắc nhở các em và điện thoại phụ huynh trực tiếp mấy em ngay lập tức luôn. Đó, ấn áp dụng. Đây, thì chúng ta sẽ lọc ra được những cái bạn này là những bạn học sinh không vào lớp. Mình có thể liên hệ ngay trực tiếp được luôn. Thì trên cái hệ thống đếm được chúng ta được cái số lượng học sinh đã vào, không vào lớp. Và kể cả những học sinh vào, giờ nào vào và giờ nào ra, mình vẫn biết được quý thầy cô. Đó, đó là cái chức năng như vậy. Như vậy, để tích hợp như thế nào? Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ vào quản lý bài học chẳng hạn. Quản lý bài học, vào cái tab quản lý bài học nha. Rồi chúng ta sẽ chọn ra một cái bài học mới, click vào dấu cộng này. Thí dụ tôi chọn ra bài kiểm tra, bài kiểm tra tuần 9 đi, tuần 9. Tôi chọn vào bài kiểm tra thường xuyên 15 phút. Rồi, hình học 8, đó, chọn này chẳng hạn. Rồi tôi chọn khối 8 nha, tôi chọn khối 8. Rồi, tôi chọn môn toán chẳng hạn, đó, Tuấn Lù. Rồi, tôi sẽ chọn vào đây. Tiếp tục là tôi sẽ khai báo cái đường link bên Azota. Tôi click vào là khai báo chỉnh sửa. Tôi chọn vào dấu cộng và tôi chọn vào câu hỏi tự luận đi. Rồi, số tự tôi chọn 1 đi. Điều tôi không cần cho thôi, tôi gắn link thôi mà. Thì chúng ta sẽ nhấp vào chỗ nào ạ? Insert link này. Đây, insert link, insert edit link. Tôi click vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên Azota. Tôi sẽ truy cập vào cái đề thi của mình tôi đã tạo trên đây. Rồi, tôi sẽ click vào cái vị trí đề này. Tôi đã tạo rồi ha. Tôi click vào vị trí đề này. Đây, hình học 9 test Azota 5 đây. Click vào đây. Đây, cái đề của tôi. Thì tôi sẽ chia sẻ hay là copy cái link này. Được không nào? Chúng ta có thể qua cái tab mới, ta test thử cái đề này nhé. Dán đây, test thử cái đề. Đây, cái đề của chúng ta đây. Đó, đúng không này? Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái link này, ta dán vô cái phần bên lớp học kết nối. Đây, ta dán link vào. Dán link vào đây. Link này. Rồi thì ở đây có hai cái vị trí là Open X. Thứ nhất là Open Current Window hoặc là New Window. Thì ta chọn Current Window đi để sử dụng trong trình duyệt này luôn. Ta ấn Save. Đó, như vậy ta đã nhúng xong. Ngoài ra thì quý thầy cô chúng ta có thể thêm một cái câu nữa là các em hãy truy cập vào link này để làm bài kiểm tra. Như vậy là xong quý thầy cô ha, chỉ cần click vào cái link này thôi là được. Đó, rồi chúng ta ấn lục. Rồi sau khi chúng ta lưu xong thì quý thầy cô chúng ta có thể khai báo lớp ha. Khi nào giờ nào thì bắt đầu làm bài thì chúng ta sẽ khai báo thôi. Thí dụ muốn cho các em làm bài vào lúc cho lớp 8A6 đi. Lớp này làm bài vào đây là cái tên phòng là kiểm tra 15 phút đi.
Đó, 15 phút tuần 9. Rồi, từ ngày thì tôi chọn vào từ ngày là ngày 5 đi chẳng hạn, ngày mai đi. Đó. Bắt đầu là từ 8 giờ sáng đi, đó, 8 giờ sáng. 8 giờ sáng ha. Rồi. Thì kết thúc của tôi cũng là vào ngày 5 luôn. Cộng thêm 20 phút là 8 giờ 20 thì 8 giờ 15 đi, 8 giờ 15 phút đó. Đó, thời gian đã hạn chót, đó, tự động auto đóng lại bài này. Rồi chúng ta sẽ tắt cái này đi, ta hiện bài tập lên. Đó, ấn lâu. Như vậy số phút làm bài tôi cho là 15 phút. Thôi cho thêm 5 phút đi, cộng trừ cái thời gian em vào nhé. Đó, cái này thêm 20 phút nữa đi. Cộng trừ 5 phút cho các em vào lớp nữa. Du di một xíu. Rồi, 15. Đó, mình ấn lưu lại. Thì tự động cái bài này ngày mai auto sẽ bật và mình đến cái giờ đó mình sẽ kêu các em học sinh vô làm. Rồi, ấn lưu lại. Và sau khi làm xong, trong quá trình làm thì mình hoàn toàn mình có thể kiểm tra được là các em nào đã vào làm hay chưa và chưa vào làm hay chưa. Đó, như vậy thông qua buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ với thầy cô cái cách để ông ta tích hợp cái đề thi bên Azota vào trang lớp học.hcm.edu.vn. Rồi, xin chào quý thầy cô, chúc tất cả quý thầy cô thành công. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.